Đặng Thu Thảo từ chối thi Miss World, bùng nổ tranh cãi vô trách nhiệm. Quá khứ hai lần từ chối thi Hoa hậu Thế giới của Đặng Thu Thảo bất ngờ bị đảo lại, gây tranh cãi gay gắt. Đặng Thu Thảo là một trong những nhan sắc hàng đầu showbiz Việt, nhưng kể từ khi kết hôn, người đẹp dần lui về hậu trường chăm sóc tổ ấm, thi thoảng mới xuất hiện tại các sự kiện giải trí. Mặc dù Hoa hậu Việt Nam 2012 chọn cuộc sống bình yên, song vẫn có lúc bị réo tên và những thị phi. Mới đây nhất, một diễn đàn sắc đẹp lớn gợi lại quá khứ của mỹ nhân gốc Bạc Liêu. Theo đó, cô từng hai lần từ chối tham gia đấu trường nhan sắc lớn nhất hành tinh, Miss World, Hoa hậu Thế giới. Nội dung được diễn đàn đề cập như sau. Đặng Thu Thảo, cô gái miền Tây duy nhất đến hiện tại đăng quang Hoa hậu Việt Nam, cô nàng cũng từng hai lần từ chối tham gia Hoa hậu Thế giới năm 2013 và 2014. Chia sẻ này vô tình châm ngòi cho một cuộc tranh cãi gay gắt rằng một hoa hậu quốc gia liên tục từ chối thi quốc tế thì có phải vô trách nhiệm. Có hai luồng quan điểm về việc Đặng Thu Thảo từ chối thi Hoa hậu Thế giới. Đầu tiên là những bình luận lên án, cho rằng Hoa hậu Việt Nam 2012 trốn tránh trách nhiệm, vô trách nhiệm, mang hư danh một đời hậu, đạt giải Hoa hậu và đi thi quốc tế là trách nhiệm mà đi thi chắc cũng ảo thôi, không đi thi là thấy uổng danh hiệu rồi. Có danh hiệu là để truyền cảm hứng và thi đấu mang vinh quang về cho nước nhà, chứ không phải lấy cái mác Hoa hậu làm đẹp cho tên tuổi mình. Hoa hậu thời trước không có máu chiến, cô này cũng thế cả chục người tranh giành ngôi vị cao nhất để được đi tham chiến quốc tế. Còn người đạt được danh hiệu thì đi từ chối cái lời mời đó, thấy có bất công không? Đó là những bình luận gay gắt. Phe còn lại bênh vực Đặng Thu Thảo, cho rằng đăng quang Hoa hậu Việt Nam không đồng nghĩa với việc phải có trách nhiệm thi quốc tế. Của đậu Hoa hậu Việt Nam là trách nhiệm phải đi thi quốc tế hả? Ai nói, mọi người đừng nghĩ xấu cho chị ấy. Tội người ta làm gì cũng có lý do cả. Thời của Thảo không bắt buộc phải thi quốc tế nha. Cô ấy có lý do, đừng phán người ta như vậy là những bình luận đáng chú ý. Trong lịch sử cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, hầu hết đương kim Hoa hậu đều đại diện nước nhà thi Miss World Hoa hậu Thế giới. Có thể kể đến Mai Phương, Nguyễn Thị Huyền, Mai Phương Thúy, Đỗ Mỹ Linh, Trần Tiểu Vi. Sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2012, Đặng Thu Thảo được mời thi Hoa hậu Thế giới 2 năm liên tiếp là 2013 và 2014. Tuy nhiên, mỹ nhân Bạc Liêu phải nói lời từ chối. Cơ hội sau đó được trao cho lại Hương Thảo và Nguyễn Thị Loan. Về việc từ chối thi Miss World dù được khán giả ủng hộ, Đặng Thu Thảo từng lên tiếng phân trần. Mọi người thường hay lầm tưởng rằng đối với một số cuộc thi Hoa hậu quốc tế thì cứ nhận lời bên đưa đi là đi thi được. Không đơn giản vậy. Thí sinh có thể phải đồng ý ràng buộc về nhiều mặt, quảng cáo hoặc vận động tài trợ tạo kinh phí cho chính mình tham dự thi. Nếu không thì có thể phải đóng góp kinh phí, rồi phải ký hợp đồng để bị quản lý trong một thời gian. Tôi không phải là người có thể làm được tất cả những việc đó, Hoa hậu chia sẻ trên tờ Lao động năm 2014. Thay vì thi quốc tế, Đặng Thu Thảo muốn tập trung vào việc học, đồng thời hoàn thành sứ mệnh xã hội của một Hoa hậu. Cô cũng cho rằng việc thi quốc tế không phải cách duy nhất để quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam. Trả lời báo chí, ông Lê Xuân Sơn, trưởng ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam cho biết, đơn vị giữ bản quyền cử người đẹp đi thi Miss World nhiều lần liên hệ nhờ ông tác động, nhưng Đặng Thu Thảo từ chối vì muốn ưu tiên cho việc học.